là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam còn nhiều lĩnh vực đi chậm hơn các nước láng giềng. Bình quân, GDP đầu người Việt Nam đi sau Hàn Quốc 30 năm, sau Malaysia 25 năm, Thái Lan 20 năm. Thế nhưng, chỉ riêng với ngành viễn thông, chúng ta đang có tốc độ và sự phát triển xấp xỉ mặt bằng của thế giới. Mật độ điện thoại đạt 140 máy trên 100 dân. Tổng số thuê bao điện thoại trên 131 triệu máy. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động đạt 98% dân số. Người dân có thể kết nối với Internet 3G mọi lúc, mọi nơi. Và nhờ đó, chúng ta đã sẵn sàng bắt kịp với xu hướng chung của thế giới. Xu hướng Internet kết nối vạn vật. Vị thế về viễn thông của Việt Nam hôm nay bắt đầu từ cú hích 12 năm trước, khi Viettel chính thức kinh doanh di động với khát vọng đưa dịch vụ này đến với mọi người, mọi nhà. Cách đây 12 năm, điện thoại nói chung và di động nói riêng chỉ dành cho người giàu. Nhưng nay thì đã khác. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động. Để phổ cập dịch vụ di động, ngay từ khi ra mắt, Viettel Mobile thực hiện phủ sóng 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đồng thời, tiên phong thực hiện cách tính cước theo block 6 giây, cách tính cước có lợi nhất cho khách hàng. Việc mở rộng vùng phủ sóng đã gia tăng nhanh chóng cho thuê bao di động, giảm giá cước. Điều này đã tạo ra sức ép cạnh tranh để các nhà mạng còn lại cũng phải đi theo con đường bình dân hóa dịch vụ di động mà Viettel đã khởi xướng. Chính vì vậy, từ năm 2004, trong khi chỉ số giá tiêu dùng không ngừng tăng, thì giá cước di động giảm chỉ còn 1/3, từ 2.700 đồng xuống 900 đồng một phút gọi nội mạng. Song song với đó, Viettel mở rộng hệ thống kênh bán hàng đến tận thôn bản để tất cả người dân có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ viễn thông. Viettel hỗ trợ khách hàng thu nhập thấp dùng di động bằng việc sản xuất các thiết bị đầu cuối giá rẻ như Sumo SIM, Smartphone Low End, Mid End. Với mức giá tiết kiệm, nhiều tiện ích, các sản phẩm của Viettel đã đến được với khách hàng bình dân nhất. Khi điện thoại đã trở nên phổ biến, nhu cầu về di động của khách hàng đã vượt qua mức nghe gọi thông thường. Viettel tiên phong trong việc triển khai dịch vụ 3G. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2010, vùng phủ 3G của Viettel đã đạt 80% dân số, điều mà chưa một quốc gia nào làm được khi khai trương mạng 3G. Năm 2015, Viettel đã thử nghiệm thành công dịch vụ 4G tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Người dân được trải nghiệm dịch vụ 4G với băng thông rộng, tốc độ cao gấp hàng chục lần so với trước đây. Bình dân hóa dịch vụ di động, nhưng Viettel phục vụ khách hàng theo hướng cá thể hóa thay vì gọi khách hàng là tập thuê bao. Viettel coi mỗi khách hàng là một cá thể riêng biệt, để từ đó lắng nghe và sáng tạo ra những sản phẩm dành riêng cho từng đối tượng. Gói cước Tomato mà Viettel cho ra mắt từ những ngày đầu kinh doanh di động nhanh chóng được khách hàng đón nhận và yêu thích cho đến tận hôm nay, bởi đã đáp ứng đúng những mong muốn của người dùng. Trân trọng những nhu cầu nhỏ nhất, Viettel liên tiếp cho ra mắt những gói cước chuyên biệt cho các nhóm khách hàng khác nhau, như gói dành cho sinh viên, học sinh, gói C cộng dành cho ngư dân bám biển, bộ tính năng buôn làng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, hay bộ sản phẩm dành cho người khiếm thị Speak SIM. Không chỉ phục vụ nhu cầu nghe gọi thông thường, Viettel liên tục ra mắt các gói sản phẩm, dịch vụ trên nền di động nhằm phục vụ cuộc sống tiện nghi hơn, như gói học tập, nghe nhạc, xem phim, đọc báo, Facebook, xem YouTube. Những sản phẩm đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự sáng tạo bắt nguồn từ triết lý cá thể hóa mà Viettel theo đuổi. Viettel đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để thoát khỏi hình ảnh một nhà mạng viễn thông đơn thuần, hướng tới xu thế chung của thế giới, xu hướng Internet kết nối vạn vật. Chỉ với chiếc điện thoại, người dùng có thể kết nối và kiểm soát phương tiện đi lại của mình như V-Tracking, Smart Moto, dịch vụ ngân hàng di động Bank Plus giúp khách hàng chuyển tiền, thanh toán tiền điện, nước thông qua di động. Sản phẩm này vừa đạt giải vàng trong giải thưởng Công nghệ Thông tin Thế giới lần thứ 11 vừa qua tại Mỹ. Đó chính là sự ghi nhận cho sáng tạo không ngừng nghỉ vì khách hàng của Viettel. Luôn đặt mình vào khách hàng, thấu hiểu nhu cầu của người dùng,
Viettel đã sáng tạo ra các công cụ hỗ trợ khách hàng. Đó là tiện ích My Viettel, sao 098 thăng, giúp khách hàng quản lý tài khoản, các gói cước, đăng ký khuyến mại và kiểm soát mức chi tiêu hàng tháng. Hệ thống Viettel Anti-Spam chặn các tin nhắn rác làm phiền khách hàng. Những cái sản phẩm như vậy thì nó là thể hiện một cái sự xuyên suốt và chính là cái tấm lòng của Viettel và những người Viettel dành cho khách hàng của mình. Khi nói về cái sự sáng tạo của Viettel ở thời điểm này thì chắc là chỉ nói đến di động là không đủ. Và chúng ta đang nỗ lực cho một cái hệ sinh thái, một cái môi trường đầy đủ hơn và khách hàng vẫn luôn luôn là nhân vật trung tâm, sáng tạo và chinh phục, phục vụ khách hàng vẫn đang, đã và sẽ là cái khát khao và cái mục tiêu phấn đấu của Viettel chúng tôi. Triết lý sáng tạo của Viettel còn lan tỏa trong các công việc cộng đồng. Theo đó, Viettel đã có cách làm khác biệt để chương trình hỗ trợ 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo biên giới hoàn thành chỉ trong 1.5 năm, điều mà lẽ ra phải mất hàng chục năm nếu triển khai theo cách thông thường. Chương trình Trái tim cho em mà Viettel là đơn vị sáng lập, sau 8 năm đã phẫu thuật miễn phí cho hơn 3.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình học bổng vì em hiếu học mà Viettel triển khai trong 10 năm sẽ trao 260.000 suất học bổng trị giá 260 tỷ đồng để khích lệ các em học trò nghèo vươn lên trong học tập. Viettel đang dần làm lan tỏa điều tốt và trở thành cầu nối để mỗi người sử dụng dịch vụ di động, các nhà hảo tâm cùng chung tay vì sự tiến bộ của xã hội. Mười hai năm qua, mỗi sáng tạo của Viettel đều dựa trên sự lắng nghe, thấu hiểu từng nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng. Sáng tạo đã trở thành hơi thở, cuộc sống của từng người Viettel với nhiều phong trào như mỗi ngày một ý tưởng, mỗi tuần một sáng kiến, mỗi tháng một đề tài. Suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Chỉ khi không ngừng sáng tạo, Viettel mới tự tin mang đến cho khách hàng các dịch vụ tiện ích, thông minh. Sáng tạo là cách để Viettel không ngừng tiến lên và thực hiện sứ mệnh vì khách hàng của mình.